sau loạt bài phản ánh các dấu hiệu bất cập trong thu phí tại chợ Long Biên. Đến ngày 13 tháng 7, báo điện tử Tầm Nhìn mới nhận được nội dung trả lời của ban quản lý chợ. Theo đó, báo điện tử Tầm Nhìn đã có loạt bài phản ánh tình trạng một số xe tải chở hàng hóa ra vào chợ Long Biên qua cổng barrier không cần mua vé. Đồng thời, tình trạng các xe tải chở hàng vào khu vực ngành hàng thủy sản và ngành rau củ quả đi qua số 193A gầm cầu Long Biên. Các xe đều có tình trạng làm luật mỗi khi đi qua đây. Cùng với đó là tình trạng thu phí đối với người lao động đẩy kéo xe hàng, xe cút kít và tình trạng biến các bãi đỗ xe tĩnh thành nơi kinh doanh, bày bán, họp chợ. Biểu tượng mới của thành phố tương lai phía Tây Hà Nội. Chuẩn mực và đẳng cấp vượt trội. Vị trí trái tim của đại đô thị thông minh đầu tiên tại Việt Nam. Triết lý sống xanh được thực hiện hóa trên từng không gian sống. Imperia Smart City, thịnh vượng Lip Smart, một sản phẩm cao cấp của tập đoàn Big Group. Trước những phản ánh trên, ngày 13 tháng 7, báo điện tử Tầm Nhìn nhận được nội dung trả lời của ban quản lý chợ Long Biên. Trong công văn, ban quản lý chợ Long Biên cho biết, hiện tại chợ có duy nhất một điểm thu phí vé tại cổng chợ. Việc thu phí xe tải chở hàng được thực hiện theo quyết định số 56 năm 2016 của thành phố Hà Nội và quyết định 1967 năm 2017 của Ủy ban nhân dân quận Ba Đình với mức giá chỉ từ 8.000 đồng tới 60.000 đồng tùy trọng tải. Việc lắp camera được ban quản lý giải rằng chợ là đơn vị đặc thù, hiện tại đang triển khai lắp camera. Trong phạm vi chợ, việc ra vào của các xe và thực hiện theo đúng quyết định 56 của thành phố Hà Nội và địa giới chợ được quản lý. Ban quản lý chợ cũng khẳng định hiện nay người lao động bốc xếp hàng hóa đã giải thể, người đẩy xe hàng và xe cút kít hiện tại ban quản lý chợ không quản lý. Còn đối với các điểm bãi đỗ ô tô được cấp phép thực hiện trung chuyển hàng hóa và bán vé thu phí cũng theo quyết định 56 của thành phố Hà Nội. Ngoài các ý kiến trên, ban quản lý không có chủ trương gì khác và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Như vậy, theo nội dung trả lời trên thì ban quản lý chợ đã thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và chối bỏ tất cả những nội dung báo phản ánh. Đồng nghĩa với việc chối bỏ việc quản lý thu phí tại hai lối đi mà báo đã đề cập. Hiện nay, các xe hàng đã và vẫn đang đưa hàng hóa từ hai lối đi này để ra vào chợ kinh doanh. Cùng với đó là việc trả lời mập mờ, không trung thực của ban quản lý chợ Long Biên khi trả lời rằng hiện nay người đẩy xe hàng và kéo xe cút kít ban quản lý chợ không quản lý. Câu trả lời này mang tính đối phó, bao biện, bởi trên thực tế các xe kéo lại được cấp biển số quản lý và chính trưởng ban quản lý chợ Long Biên là ông Nguyễn Trọng Nghĩa đã tự tay ký quyết định số 91 ngày 31 tháng 12 năm 2019 phân công cho các viên chức người lao động. Trong đó đã phân công cụ thể cho phó trưởng ban thường trực là ông HT Thanh và viên chức DT Nhung đi thu tiền dịch vụ xe kéo đẩy hàng ngày. Báo điện tử Tầm Nhìn sẽ tiếp tục thông tin.